It's a beautiful world. It's a beautiful life. All right. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sunshine. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến chức năng audio cai. Thì mình chỉ biết đến hiện tại và để chia sẻ cho các bạn. Rồi trong chúng ta nếu có ai chúng ta có thể làm tốt vấn đề này hơn thì có rất mong anh em đóng góp để chúng ta hoàn thiện vấn đề chức năng audio cai để ứng dụng trong những cuộc chơi của mình. Và trước tiên khi làm audio cai thì chúng ta bật cái nút audio cai lên. Rồi, ta nhấn giữ. Rồi, sau thì audio cai ở đây chúng ta hiểu có thể là chúng ta được làm giống như là mặt bass ở trên dòng Phantom. Thì trên cái đàn Mega 9 chúng ta có thể làm từ mặt từ phím số đô thăng 7 cho đến son 7. Ta được 1 2 3 4 5 6 7 nốt, có nghĩa là mặt 7 mặt bass. Thì trong cái audio cai này thì có chức năng là lốp. Thì nếu mà chúng ta làm có thể là chúng ta sử dụng cái bộ trống để làm nhạc đan chẳng hạn. Vì nhạc đan đi, tôi ví dụ tôi lấy một cái khi người ta cần loát, ta bấm quick menu, rồi ta chọn loát cây set, enter, vô thư mục mà chúng ta đã chứa. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở ngay, tôi đã làm trước một mẫu là drum ở ngay nốt đô thăng 7. Đó thì trong khi lúc chạy thì chúng ta có thể là bấm tab tempo. Đó thì trong lúc làm như vậy thì chúng ta có thể chọn một cái điệu nhạc và tempo đó. Rồi để bây giờ chúng ta thử áp dụng cái trống này vô trong cái clip này thì chúng ta nhấn giữ mút jack. Rồi bây giờ chúng ta mút chống lại đi, ta để bass thôi, bass với lại một số echo. Rồi ta nhấn mút lên, ta thử coi. Rồi bây giờ ta cho chống lên. Đó thì có thể chúng ta sẽ ứng dụng được rất nhiều các bộ trống DJ để làm cái hiệu ứng trống nó hay hơn. Thì để thực hiện như thế nào, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ các bạn. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta sẽ làm với guitar đi ha. Với Mega 9 thì có in và volume của audio in đây, thì chúng ta có thể là sử dụng một cây guitar có equalizer sẵn để chúng ta thu âm bằng đây, thu âm từ đây, chọn mẫu quay để chúng ta làm audio ok, và micro chúng ta có thể thu trực tiếp trên cổng micro riêng luôn. Mình có chuẩn bị sẵn đây một cây guitar. Rồi bây giờ chúng ta thử làm thử nha. Trước tiên làm chúng ta thu tiếng lại để ta làm một cái mẫu. Ta ấn song rec.
Rồi, chúng ta sẽ thu một đoạn. Chẳng hạn như ở bơm vòng đi. Rê, si, fa, đô. Bơm vòng của bài tìm lại đi. Ta bật metronome lên, theo tempo chúng ta chọn. Rồi, ấn song rec. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu lại một cái nhấn roi. Rồi, bây giờ chúng ta thử xử lý nữa ha. Rồi, bây giờ ta đã có mẫu, ta vô cái tên này là My Recording 18. Rồi, bây giờ ta nhấn giữ nút audio key lên. Rồi, ta đang để chọn cho đồ thằng 7. Nhấn Quick Menu. Rồi. Quick Menu, ta chọn Edit. Rồi. Đây là cái bộ trống mà này. Ta phải để vậy đi ha. Giờ thì sẽ chọn, nếu mà ta chọn lên Re, ta Enter, chọn lên. Rồi. Bây giờ ta sẽ load cái mẫu vừa nãy vô. Nhấn USB Memory. Rồi 18, Mireco ha. Rồi ta cho nó chạy thử. Rồi bây giờ ta sẽ cắt nó, cắt ngay từ đầu rồi. Tại vì vô ta bị trễ mấy giây nè. 2, ta chọn 2. Rồi vẫn trễ ha, bị trễ. Bây giờ chúng ta sẽ có thể cắt loop start và loop ending. Ta chuyển này qua sampler. Rồi ta sẽ xử lý từ cái chỗ này. Chậm, ta kêu xoay lên chút xíu. Xíu nữa. Rồi ví dụ vậy đi. Rồi chúng ta sẽ chọn phần ending. Đó. Vậy chúng ta sẽ phải trừ cái này nó lại để cho nó nối liền luôn, nó lốp luôn. Nó đây sẽ đi theo vòng, nó không có dừng lại liên tục. Ok, có. Như vậy thì khi mà chúng ta canh ở trên đây thực thì nó cũng không được chính xác, không được chính xác cụ thể. Nếu như chúng ta có thể làm thu âm xong, chúng ta sẽ xử lý trên máy vi tính và cắt nó chính xác hơn, rồi ta đưa vô để ta lốp cho nó đẹp, nó đều tempo hơn. Đó, thì bây giờ xong rồi, chúng ta sẽ bấm exit. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm quick menu để chúng ta save lại. Ok set. Rồi. Bây giờ ta sẽ save ở folder là My Record đi.
Rồi ta bấm rồi đặt tên đó. Tên. Ta ghi là guitar đi ha. Nhưng mà nhớ làm này là chúng ta làm rê thứ, khi ta đánh rê, đang đánh đánh rê thứ thì lúc chúng ta chỉ sử dụng những bài nào vô rê thứ thôi. Hoặc là trừ 1 hoặc là cộng 1. Tại vì khi chúng ta nếu mà rê ta dịch cung xuống mà la là mẫu âm này nó sẽ bị bể, nó vì mà nó là mẫu quay. Nên chúng ta có thể là tối đa là trừ 1 hoặc là cộng 1 thôi. À, khi bài nào, bài nhạc nào làm mà la thứ thì chúng ta đang làm la thứ. Thích hợp với sử dụng với hợp âm vòng. Bây giờ ta làm tempo 130 thì ta ghi là guitar 130 đi ha. Để thấy có gì dễ nhớ cái tempo của nó. Rồi, xem lại. Rồi bây giờ vấn đề là áp dụng. Đó. Mixer, lúc người ta đã chơi mixer, ta sẽ chọn những cái accord này nhỏ xuống để ta đưa phần guitar lên, cho nó cân đối. Lúc vừa chơi vừa chỉnh nha các bạn. Rồi. Nhưng mà lúc chơi là ta bấm cái mẫu trước. Chúc các bạn thành công. Và chúng ta, nếu mà chúng ta làm xây dựng mỗi ngày một nhiều mẫu hơn cho để cho chia sẻ với anh em thì chúng ta được rất là nhiều dữ liệu để cho Roland ngày càng phát triển hơn. Thì cũng xin chúc mừng các bạn, những ai đã đang sở hữu BK9, các bạn xây dựng thêm cho Roland Việt Nam ngày càng mạnh phát triển mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn các bạn. We'll be right back.